Chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi nè. Ngày 2 tháng 7 2024, em đang ở trên quốc lộ 57 nè. Và đây là thuộc xã Tân Hậu nè. Đi thẳng hướng bên này là về cổng Móng Cày. Đi đây là đi về bệnh viện của Long Minh nè. Thì hổm em đi em có thấy một cái căn nhà siêu mỏng nằm ở gần đường vô Tiết Chánh. Mai em sẽ chạy ngang đó quay cho cô chú anh chị cùng xem đó. Bây giờ em sẽ đi vô cái hẻm này. Hẻm này là thuộc ấp Tân Lộc, xã Tân Hậu. Từ cái hẻm này sẽ đi ra ngoài Tiết Chánh. Đa số những cái hẻm ở Tân Hậu này đi vòng 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 rồi cũng ra Tiết Chánh. Lớn nhỏ cũng vậy, nếu là hẻm thông. Cái căn nhà mà em sắp quay thì không phải nó mỏng lép như là cái dạng cái bao diêm. Nó là cũng hơi xéo xéo. Hơi giống hình tam giác. Cái nhà này từ hồi đợt mở rộng đường. Giờ mở đường ra mấy căn khoảng chừng 4-5 mét thì kể như là bay sạch. Mấy cái căn mà 7-8 mét thì căn hơn thì còn lại khoảng chừng 1-2 mét. Tạo thành mấy căn mà siêu mỏng. Sài Gòn thì nhiều, còn mấy cái vùng quê như Móng Cày thì nói chung cái đất nó bao la, cho nên là cũng hiếm có căn nào quá mỏng. Nhiều căn ở Sài Gòn nó chỉ còn cái cửa sắt nó dài tấc. Chỗ ấp Tân Lộc này nó nằm giáp với ấp Phú Quế. Ấp Phú Quế nhiều người biết. Bên Phú Quế nó có cái hẻm rộng hơn cái này. Xuống cầu Ông Định là thuộc địa bàn Tân Hậu. Chạy dài tới qua khẩu với Cù Long Minh luôn. Tân Hậu giờ rất là rộng. Đa Phước Hậu là quốc lộ 60, quốc lộ 57 đều chạy vô hết. Thường mấy cái hẻm thông như là nhà cửa đồ nhiều, xây hàng rào kiên cố. Từ đây có thể nghe được mấy cái tiếng xe tải, xe container ngoài Tiết Chánh này. Bên tay trái có cái bức tường rào dài khoảng 30-40 mét. Không biết của đại gia nào vô đây xây này. Đây không có ô tô vô được. Nhiều người thì ta cũng muốn mở rộng cái đường vô, nhưng mà cũng khó cho nhiều hộ dân quá. Người ta chịu hiến đất, có người không. Thành thử
ra mình muốn cũng làm gì được. Nếu hiến hết thì khỏe. Còn chờ nhà nước mà dạng mở rộng đường đền bù này nữa thôi, chờ mười mấy 20 năm nữa chắc cũng chưa tới lượt chỗ này. Muốn mở rồi trước mắt tự mình lấy đất của mình ra, mở ra thì ai cũng có lợi, đất lên giá, xe cộ chạy khỏe, ít tai nạn. Cái đường ban đêm em cũng dám đi, đâu có đèn đường, không có chỗ ở đâu mà cắm đèn. Đây giờ tiến tránh rồi nè, quẹo trái là về cầu một cây hai, quẹo phải là đi lên hướng ngã tư huyện. Có căn nhà cũng mặt tiền dài ghê, 30-40 mét. Mấy chỗ nào xưa là toàn không có đường đi. Giờ lên đời thành mặt tiền. Cái trước là cầu số 5, chạy ngược lại là cầu số 4, gần cái điểm đầu dự án cầu 1-3. Nhà mở đường rất là nhiều cái người lên đời. Khu vực này là cũng một lọt mấy cái căn mà cho thuê, giờ chưa có ai thuê. Mình ngang khoảng chừng 3 mét, xây nhỏ nhỏ cho thuê chừng 3-4 triệu. Đây bây giờ cũng có chỗ đãi tiệc cưới này, của bên Tiết Phụng, trung tâm hội nghị tiệc cưới này. Một cái huyện thôi mà 4-5 chỗ đãi tiệc cưới. Còn bên trái là cho thuê một lọt luôn, có đóng cửa. Khoảng 10 căn. Chỗ căn thuê bán quần áo, nước mía, cà phê. Còn này là gì đây? Cửa hàng kinh doanh tôn thép nè, nhôm kính, cũng đóng cửa luôn. Mới giác này sẽ đóng cửa. Bên bán thức ăn chăn nuôi. Cà phê giống nè, đây có cà phê giống, 3 cái giống. Đây cũng cho thuê nhà nguyên căn, chưa là kẹo dừa tiếp phụng thuê. Mấy mặt bằng này gần dưới chân cầu không, cũng nguy hiểm. Thường xuống là ta chạy luôn, ít có ai mà tấp vô đây. Phía trước là cầu Mỏ Cày Hai. Giờ em sẽ quẹo vô đây, sắp tới chỗ căn nhà siêu mỏng này nè. Căn này mình nhìn xéo xéo thấy nó mỏng, chứ mà dạng nhìn thẳng từ mặt tiền vô thì nó cũng bình thường. Đi hướng này là trở ra lại quốc lộ 57.
đây tới rồi nè, ngay giờ chỗ này. Đây em đang đứng trước đường dẫn vô Tiến Tránh nè. Đây chỗ này căn nhà này nè. Căn nhà siêu mỏng mà một trời á. Cạnh này của nó chắc khoảng 2 cục gạch thôi. Nhà này nó hình tam giác. Mấy miếng đất này phải xây nhà lên thì mới thấy nó được cái hình dạng nó được. Còn để bình thường không thì không có biết nữa. Căn nhà siêu mỏng. Xích đằng kia là cái đường vô á. Nhà vẫn còn đang xây, chưa có xây xong. Bên đây ta cho thay đất nè, để làm mấy cái bãi mà đậu xe đồ, xe tải. Móc cài cũng còn nhiều cái căn nhà siêu mỏng khác nữa mà nó không có mỏng bằng cái căn này. Căn này em phải nói là mỏng nhất kìa. Ở đây nè, rồi ngoài Tiến Tránh, Tiến Tránh cũng có nhiều miếng đất mỏng mà ta chưa có xây lên, chưa có thấy được, mới xây cái hàng gạch thôi. Nào có dịp có gì lạ lạ thì em sẽ cập nhật ở ngoài đó. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video. Lại của chú anh chị và các bạn vào những cái video tiếp theo.